Sataki mà bão vô bữa hôm qua nè, để coi thử nó là làm sao. qua được rồi. Không biết cảnh sát có cho vô không đây nè, chắc bị Rồi chặn lại lại rồi. chặn đường rồi, cặp sập cầu vậy không? Mà tới nghe mấy đứa nó sập cầu. Khu này là khu bị đánh vô hôm qua nè, đâu cho vô, phải đi vòng nè, người ta không cho vô, cảnh sát nó cản lại hết rồi. Chỉ ai mà có business hay có nhà cửa gì nó mới cho vô lại, giờ nó không cho vô, người lạ vô không cho vô, phải đi vòng ra lại. Bên trái là anh để nguyên một bãi rác luôn, nó đang gom từ từ. Đường thì khô rang à, không bị ngập, khu này không bị ngập gì hết, gần nước mới bị ngập. Đèn thì coi cây ngã nữa nè, cây ngã nữa. Rớt lên xe luôn à. Sau lưng nè, sau lưng có một cây giống vậy nữa, à. không biết có dính chùm với nhau không. Trời ơi, cái xe nó chưa mua ra nữa. Của nhà bị sập không? Apartment. Khu này apartment. Khu này vẫn ok. Đợt trước Helene thì bị ngập quá trời. Gió nó mạnh. Ngồi trong nhà mà nghe mình sợ luôn. Mới sáng sớm à, 7:30 sau cơn bão Milton. Có cây bị ngã. Sáng dậy nhà neighbor, có ông neighbor kế bên nhà đang khuya bão vô nóc nhà bị bay, ông mới chạy ra shelter ở nóc nhà bị bay. Nói chung nước không có nhiều mà gió không à, gió chủ yếu. Sáng sớm giờ dậy đi chạy tới đây phải lụm cây quá trời, nó ngã ở đây á.
rồi bị vô nước. Tôi bảo trước rồi bỏ, giờ vẫn chưa dẹp được nữa.